cho đến năm 2030 thì cái chi phí mà sản xuất một chiếc xe thì cái việc mà phát triển phần mềm cho cái xe đấy nó sẽ chiếm 50%. Vậy nên nếu chúng ta không hành động bây giờ thì có thể chúng ta sẽ lại bị bỏ lỡ mất cái cơ hội. FPT Automotive thì có một cái mục tiêu rất là thách thức. Đến năm 2030 thì đây sẽ là công ty chuyên ngành đầu tiên của tập đoàn FPT có doanh số 1 tỷ đô. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Auto Podcast và tôi là Lê Vũ của tạp chí Kinh tế Việt Nam. Trong ngành công nghiệp ô tô, Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên chúng ta lại có một lợi thế rất lớn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm cùng với nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao. Và hôm nay tôi đã mời đến chương trình chị Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Doanh thu FPT Automotive để giúp các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ô tô Việt Nam. FPT Automotive là một công ty phần mềm ô tô trực thuộc tập đoàn FPT. Công ty có trụ sở tại bang Texas của Mỹ, được kỳ vọng sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm phần mềm cho ngành công nghiệp ô tô tầm cỡ thế giới với trị giá 1 tỷ đô la vào năm 2030. Vâng, xin chào chị Dương. Phần mềm tích hợp trong ngành sản xuất ô tô là một xu hướng phát triển của tương lai. Điều này đòi hỏi một lượng lớn kỹ sư công nghệ chất lượng cao để phục vụ phát triển cho ngành công nghiệp ô tô. Vậy thì chị có đánh giá như thế nào về công tác đào tạo nhân lực của lĩnh vực này trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng? Về nguồn lực, việc đào tạo nguồn lực cho ngành công nghệ phần mềm cho ô tô thì với các nước đã có cái lịch sử lâu năm phát triển với ngành ô tô thì cái việc đào tạo họ đã được rất là chú trọng và có rất là nhiều các cơ sở đào tạo lớn tập trung vào ngành này. Và đặc biệt là khi mà cái ngành công nghệ phần mềm trong ô tô nó trở thành một cái xu hướng như ngày nay, khi mà một chiếc ô tô không phải chỉ là điện tử và cơ khí mà phần mềm sẽ quyết định đến cái mọi cái sự vận hành của một chiếc xe, thì tại Mỹ hay là tại các nước châu Âu hay một số các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc thì tại các trường đại học đều đã có những cái khoa chuyên sâu để đào tạo các kỹ sư cho ngành phần mềm ô tô. Hay là như tại Ấn Độ thì họ cũng đã có hàng nghìn các cái cơ sở đào tạo, gọi là sau khi mà các kỹ sư tốt nghiệp ở các trường đại học thì các bạn muốn học chuyên sâu về ngành công nghệ phần mềm cho ô tô thì các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian đâu đấy khoảng 8 đến 10 tháng là chuyên sâu để học tìm hiểu toàn bộ cái việc phát triển một chiếc xe bằng phần mềm sẽ là như thế nào. Thì tuy nhiên thì tại Việt Nam chúng ta kỹ sư phần mềm thì thực ra cũng chỉ đâu đó khoảng 20 năm trở lại đây, khi mà FPT là công ty tiên phong mong muốn được gọi là mang trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài, thì cái việc mà các cái cơ sở đào tạo tập trung vào kỹ sư phần mềm mới phát triển, nên là câu chuyện mà đào tạo kỹ sư phần mềm cho ngành ô tô thì cũng là một câu chuyện rất mới tại Việt Nam. Và theo mình đánh giá thì đây sẽ là một cái ngành mà sẽ có một cái xu hướng phát triển rất mạnh trong tương lai gần. Theo dự báo của cái ngành công nghệ phần mềm ô tô thì cho đến năm 2030 thì cái chi phí mà sản xuất một chiếc xe thì cái việc mà phát triển phần mềm cho cái xe đấy nó sẽ chiếm 50% chi phí của một cái xe. Vậy nên là cái nguồn lực mà kỹ sư phần mềm cho xe thì nó sẽ trở thành một cái nguồn lực rất là quan trọng. Và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng có công ty sản xuất ô tô là VinFast cũng rất chú trọng đào tạo cái nguồn lực kỹ sư để cho cái việc sản xuất ô tô. Tuy nhiên thì VinFast cũng mở viện đào tạo và nhưng cũng đang tập trung vào câu chuyện kỹ sư cho cơ khí và điện tử. Dạ vâng, thưa chị, là thực tế khi mà chúng tôi đi phỏng vấn một số chủ doanh nghiệp ngành ô tô nói chung ấy, thì vấn đề mà họ đau đầu đó là mặt bằng chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam thì vẫn chưa thực sự đáp ứng được sự thay đổi liên tục của lĩnh vực automotive. Ở dưới góc độ chuyên môn thì theo chị làm thế nào để có thể cân bằng độ chênh lệch giữa cung và cầu? Và việc khó nhất để giải quyết bài toán này đó là gì? Để giải quyết cái bài toán này thì thực sự nó phải cần cái sự chung tay của rất là nhiều bên. Và đầu tiên thì phải nói đến là cái chính sách của chính phủ. Tức là nếu như chính phủ có một chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho cái việc đào tạo cho kỹ sư ngành công nghệ phần mềm ô tô thì đó sẽ là một cái chương trình có tính chiến lược dài hạn ở mức quốc gia, tạo đà
cho các doanh nghiệp có thể cùng đầu tư và cùng cùng phát triển cái ngành này. Thì đầu tiên về các chính sách và hỗ trợ của chính phủ thì chúng tôi cho rằng có thể sẽ có một số những cái hướng như là hợp tác với quốc gia giữa Việt Nam và một số các quốc gia phát triển trong cái ngành này. Đó, và thì chúng ta có thể có những cái liên kết để nhận được các chương trình đào tạo mà đã được là qualified, tức là đã được chấp nhận bởi các tổ chức lớn trên thế giới. Thì khi mà có cái sự chung tay hỗ trợ của chính phủ trong lĩnh vực này thì các doanh nghiệp cũng sẽ rất là dễ dàng để tiếp cận những cái nguồn thông tin hay là những cái nguồn dự án, cơ sở dữ liệu học tập v.v. cho nhân viên và cho sinh viên của các trường đại học. Thứ hai là từ các cơ sở đào tạo, các trường đại học lớn gọi là trên cả nước thì cũng cần có những cái sự linh hoạt và cởi mở tiếp nhận những cái chương trình đào tạo mới, cũng như là những cái hay là cử giáo viên được đào tạo tiếp cận với những cái công nghệ mới ở các trường đại học nước ngoài hay là các doanh nghiệp nước ngoài để có những cái kiến thức thực tế trong cái ngành này, để có thể đào tạo chuyên sâu hơn cho sinh viên và kỹ sư. Thứ ba là ở mức doanh nghiệp thì hiện nay chúng ta có rất nhiều các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam và đang cung cấp cái dịch vụ phát triển phần mềm hay là dịch vụ công nghệ cho các công ty sản xuất ô tô. Tuy nhiên thì chúng ta đang ở những cái mức mà nó rất là vẫn còn rất là sơ khai, và để chúng ta có thể tiến lên làm được những cái việc mà khó hơn và chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ cần có những kỹ sư mà có những cái chứng chỉ chuyên biệt trong ngành này. Ví dụ như làm ô tô thì phải có chứng chỉ về Automotive SPI và A-SPI, hay là các chứng chỉ về an toàn, functional safety, hay là một số các cái chứng chỉ về bảo mật thông tin, security. Thì đối với các doanh nghiệp mà đang hoạt động trong lĩnh vực phần mềm thì đó là những cái đầu tư rất là cần thiết để có thể có được cái nguồn kỹ sư chất lượng cao. À vâng, xin cảm ơn chị. Qua khảo sát của chúng tôi thì hiện nay chỉ có một số ít doanh nghiệp đầu ngành ô tô có đủ tiềm lực để chủ động về nguồn nhân lực. Chúng ta có thể ví dụ như là Thaco, Toyota, VinFast, còn lại đa số vẫn phải trông chờ vào các phía cơ sở đào tạo. Điều này đã đặt ra một thách thức không nhỏ. Với ưu thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ, tập đoàn FPT đã giải quyết bài toán này như thế nào? Và những thuận lợi và khó khăn đó là gì? Như các bạn cũng đã biết thì FPT cũng là doanh nghiệp mà đi tiên phong trong cái việc là tự mở một cơ sở đào tạo để cung cấp nguồn lực cho mình. Đó là từ năm 2006 thì FPT đã thành lập đại học FPT. Cái đấy gần 20 năm rồi. Dạ, và là cung cấp cái nguồn lực công nghệ thông tin, nguồn lực kỹ sư cho chính chúng tôi khi mà đi ra nước ngoài. Với kinh nghiệm đã làm từ 20 năm trước thì không có gì khác. Đầu tiên là chúng tôi phải tận dụng sân nhà. Khi mà đã có đại học FPT với một cái nguồn lực về sinh viên, rồi giảng viên, rồi những cái sự hỗ trợ liên kết với các trường đại học nước ngoài, thì từ năm nay thì FPT Automotive kết hợp với đại học FPT thì lần đầu tiên tại Việt Nam, tại một trường đại học chúng ta có gọi là khoa công nghệ ô tô số. Thì đây sẽ là năm tuyển sinh đầu tiên của đại học FPT kết hợp với FPT Automotive, và chúng tôi cũng cung cấp học bổng và cam kết đối với sinh viên mà học tại khoa này của đại học FPT thì sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận làm việc tại FPT Automotive. Và đương nhiên trong quá trình học tập thì các bạn cũng sẽ có được những cái cơ hội mà tham gia vào các cái dự án thực tế, cũng như là thực tập thực hành, hay là được gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện với các chuyên gia trong ngành cả ở Việt Nam và cả ở nước ngoài. Thì đó là cái hành động đầu tiên mà chúng tôi làm để có thể tự cung cấp được cái nguồn lực cho chính mình. Việc thứ hai là bản thân trong FPT thì cũng đang có một cái nguồn lực kỹ sư công nghệ thông tin rất là lớn. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng để gọi là upskill, reskill. Nghĩa là từ những kỹ sư đang có thì chúng ta sẽ làm sao để biến họ trở thành những kỹ sư phát triển phần mềm cho ngành ô tô. Thì bằng các cái chương trình đào tạo mà FPT liên kết với khách hàng, liên kết với đối tác, liên kết với các partner ở các nước để chúng tôi đưa về đào tạo cho kỹ sư của mình. Thứ ba là FPT thì cũng vốn đang có rất nhiều những cái chương trình kết hợp với các trường đại học.
thì riêng mảng automotive thì từ năm nay chúng tôi cũng đầu tư một số các phòng lab tại một số các trường đại học lớn như là Đại học Bách Khoa để các bạn sinh viên có cơ hội được tiếp cận với những công nghệ mới trong ngành automotive cũng như là có cơ hội được thực hành chuyên sâu về một số các cái dự án phát triển về ô tô. Và cuối cùng, cái này nó liên quan đến công việc kinh doanh của FPT Automotive, nhưng nó cũng là một trong những yếu tố mà chúng tôi có thể thu hút cũng như là có được những cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là thực hiện các cái thương vụ mua bán sáp nhập công ty ở nước ngoài, thì từ đó chúng ta sẽ có ngay lập tức sẽ có một cái nguồn lực mà mình không phải mất quá nhiều thời gian để đào tạo. Và từ đó thì cũng sẽ là cái cơ sở để mà mình có thể build up được cái nguồn lực trong nước của mình cùng với nguồn lực nước ngoài. Vâng, như ở đầu chương trình đã nêu và như chị vừa chia sẻ thì là FPT Automotive thì cũng vừa mới thành lập từ cuối năm 2023 và đầu 2024 đã có sự hợp tác với Đại học FPT rồi. Vậy thì lý do gì mà FPT Automotive lại quyết định vào lĩnh vực này nhanh chóng đến vậy thưa bạn? Đúng là cái quyết định thành lập công ty FPT Automotive cũng như là thành lập khoa công nghệ ô tô số tại Đại học FPT thì là một quyết định rất là nhanh chóng của FPT. Nhưng bất cứ một cái quyết định nhanh chóng nào đưa ra thì nó cũng đều có một cái cơ sở, có sự chuẩn bị và nó chỉ giống như là chờ đúng cái thời điểm thì nó sẽ được thực hiện. Thế thì thực ra FPT Automotive đã có gần 20 năm là đã tham gia trong cái lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô. Nhưng đến bây giờ thì tức là cái ngành này nó đã đến cái thời điểm gọi là chín muồi. Và như là chúng ta vừa chia sẻ ở cái câu hỏi trước thì đến năm 2030, 50% cái xe nó sẽ là phần mềm. Vậy nên nếu chúng ta không hành động bây giờ thì có thể chúng ta sẽ lại bị muộn so với thế giới, bị chậm so với thế giới. Bỏ lỡ mất cái cơ hội. Vậy nên mà nhanh chóng khi mà có công ty FPT Automotive thì chúng tôi với 4.000 kỹ sư nên cái việc mà mình thành lập một cái khoa đào tạo về cái này thì cũng sẽ là một cái tiền đề rất là tốt để đào tạo nguồn nhân lực cho FPT Automotive nói riêng và cũng sẽ là cơ sở và là cái tiền đề để đào tạo cái nguồn nhân lực cho ngành công nghệ ô tô cho Việt Nam nói chung. Vậy thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn về những công nghệ và tiêu chuẩn sẽ được áp dụng trong quá trình đào tạo tại FPT Automotive mà sinh viên có thể tiếp cận được? Các chương trình đào tạo tại khoa công nghệ ô tô số của Đại học FPT thì đều được tham khảo từ các chương trình của các trường đại học trên thế giới hiện nay đã đang áp dụng, và đặc biệt thì tham khảo khuyến nghị của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ về đào tạo bậc đại học cho kỹ sư công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn ACM, cũng như là một số các cái chuẩn kiểm định trong ngành ô tô như là chuẩn AQAS hay là chuẩn ABET dành cho Engineering và Technology. Ngoài ra thì với ô tô thì cái câu chuyện về an toàn là một cái việc mà rất là quan trọng, nên là các bạn sinh viên thì ngay từ trong trường đại học thì các bạn cũng sẽ được đào tạo những cái tiêu chuẩn về an toàn trên xe như là ISO 26262 hay là cái tiêu chuẩn về Cyber Security, tức là tiêu chuẩn an ninh mạng dành cho xe ô tô là ISO 21434. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến những cái tiêu chuẩn đầu ra, tức là khi mà chúng ta đào tạo ra các bạn kỹ sư thì cái tiêu chuẩn đầu ra nó không chỉ là chúng ta cung cấp cho thị trường trong nước mà phải là cái nguồn lực mà đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường thế trên toàn cầu. Nên là chúng tôi cũng tuân thủ cái tiêu chuẩn đầu ra là CDIO dành cho mà đã được công nhận trên toàn thế giới. Và các sinh viên mà theo học tại trường Đại học FPT thì cũng sẽ được có cơ hội thực hành ở những cái lab nghiên cứu có những cái công nghệ tiên tiến cũng như là được trang bị những cái thiết bị để mà các bạn làm quen. Sau này khi mà ra với công việc thực tế thì các bạn sẽ không bị ngỡ ngàng. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ phần mềm thì FPT Automotive có gì khác biệt với những đơn vị đào tạo khác trong lĩnh vực công nghệ ô tô số? Chắc chắn là khi mà một cái chuyên ngành được tạo ra từ một doanh nghiệp thì cái tính là áp dụng thực tiễn nó sẽ là cái tính mà được đề cao hàng đầu. Vậy nên khi mà sinh viên theo học tại khoa công nghệ ô tô số của Đại học FPT thì các bạn sẽ được trang bị đầu tiên là những kiến thức cơ bản về ngành ô tô. Sau đó sẽ là những kiến thức chuyên sâu về các hệ thống nhúng, các hệ thống phần mềm trên xe cho đến các hệ thống hệ điều hành trên một cái xe sẽ như thế nào. Thì toàn bộ tất cả những cái kiến thức cơ bản nhất
kiến trúc phần mềm trên một cái xe thì các bạn sẽ được học. Chưa kể là sau đó thì sẽ là những giải pháp mà hiện nay đang là những cái nhu cầu thực tế thực tiễn của các hãng xe, thì các bạn sẽ giải pháp về phần mềm. Ví dụ như là trên xe bây giờ thì cái gọi là cái phần giải trí trên xe này, hay là toàn bộ những cái hệ thống tự lái, tất cả những cái việc đó thì trong trường các bạn cũng sẽ được tham khảo, được thực hành. Và đặc biệt là sinh viên năm từ năm thứ 3 trở đi thì các bạn sẽ có cơ hội được thực hành tại FPT Automotive, cũng như là đối tác hoặc là khách hàng của FPT Software. Và với những bạn mà có khả năng ngoại ngữ tốt, có tiếng Anh, có thể nói tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật, một số ngoại ngữ mà cơ bản có thể dùng tốt, thì cơ hội sau khi tốt nghiệp không chỉ là làm việc tại Việt Nam mà các bạn sẽ có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Ngoài ra nữa thì FPT Automotive cũng đảm bảo đầu ra cho tất cả các bạn sinh viên trong những cái khóa đầu của khoa này, bởi vì đang là một cái nhu cầu rất là lớn của ngành này hiện nay, nên chúng tôi cam kết là sẽ đảm bảo đầu ra cho các sinh viên sau khi mà tốt nghiệp tại khoa công nghệ ô tô số của Đại học FPT. Được biết, FPT Automotive là đơn vị được thành lập với mục tiêu là chinh phục thị trường phần mềm ô tô với quy mô toàn cầu, trị giá có thể lên đến hàng trăm tỷ đô la. Vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về chiến lược này cũng như việc đào tạo ra đội ngũ nhân sự chất lượng cao có đủ năng lực bước ra toàn cầu được không ạ? FPT Automotive thì có một cái mục tiêu rất là thách thức, thành lập vào năm tháng 12 năm 2023. Và cho đến nay thì được hơn 6 tháng. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2030 thì đây sẽ là công ty chuyên ngành đầu tiên của tập đoàn FPT có doanh số 1 tỷ đô. Thì đây là một con số rất là thách thức, và để đạt được cái mục tiêu này thì những cái kế hoạch kinh doanh và đặc biệt là kế hoạch về nguồn lực thì đều đang được thực hiện ngay từ bây giờ. Với cái kế hoạch kinh doanh thì cái việc mở rộng thị trường, các thị trường chính của FPT Automotive hiện nay là tại châu Á, chúng tôi có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và đương nhiên Việt Nam, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua. Việt Nam tuy là rất là non trẻ nhưng chúng ta đang có những cái cứ điểm của các công ty automotive toàn cầu hiện nay đang ở Việt Nam, nên đấy cũng là một cái bước đệm rất là tốt để mà mình đào tạo kỹ sư ngay từ chính tại Việt Nam, rồi sau đó mình đưa ra các thị trường nước ngoài. Ở tại thị trường châu Âu thì Đức, Pháp hay một số các nước tại châu Âu thì cũng đang là mục tiêu mà năm nay bắt đầu chúng tôi sẽ mở rộng thị trường. Và thị trường Mỹ cũng là một thị trường rất lớn và tiềm năng để FPT có thể khai thác. Và để mà có thể chinh phục được những cái thị trường khó tính đó thì đương nhiên nếu như mà chúng tôi tự đi, chúng ta có thể đi được, bởi vì là bài học của FPT Software cũng đã có, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng khi mà tham gia vào một cái ngành chuyên biệt như thế này mà có sự hỗ trợ trợ giúp của các chuyên gia đầu ngành thì chắc chắn nó sẽ là một cái bệ phóng, một cái bệ đỡ rất là tốt để FPT có thể đi được nhanh hơn. Thì trong vòng 6 tháng vừa qua thì FPT Automotive cũng rất là vui mừng đã được tiếp đón rất là nhiều các cái chuyên gia hàng đầu của ngành ô tô đến tham quan, nói chuyện và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như là những cái mà xu hướng của thế giới với kỹ sư tại Việt Nam. Sau khi mà những người đi thăm Việt Nam thì cũng đã trở thành những cái đại sứ gọi là kết nối cho FPT Automotive và các doanh nghiệp ở các nước. Đương nhiên khi mà chúng ta tham gia một cái thị trường toàn cầu và cái đối thủ cạnh tranh rất là mạnh, bởi vì họ đã là những cái công ty mà làm rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực này, thì cái việc mà hợp tác là rất là quan trọng. Thì FPT Automotive cũng hợp tác với các công ty tư vấn tại các thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Và chúng tôi cũng đang có kế hoạch gọi là build up, gọi là lực lượng kế cận next gen. Và lực lượng này cũng sẽ được tham gia cùng với các công ty tư vấn để học cái cách chúng ta không chỉ là những kỹ sư phát triển mà chúng ta có thể trở thành các kỹ sư tư vấn cho các hãng ô tô trên thị trường thế giới. Về kế hoạch kinh doanh thì năm nay FPT Automotive đặt cái mục tiêu là tăng trưởng 40%, doanh số là 182 triệu đô. Và sau 6 tháng thì chúng tôi đang dự báo là đang hoàn thành được khoảng 49% kế hoạch, thì cũng đang có rất là nhiều những cái cơ hội và cái mức độ khả thi của đạt kế hoạch năm nay thì cũng đang rất là cao.
Và trong năm nay thì chúng tôi cũng có kế hoạch tuyển dụng 1.500 kỹ sư và sẽ bắt đầu tuyển dụng tham gia vào các dự án hiện tại cũng như là đào tạo để chuẩn bị nguồn lực cho các dự án của năm sau. Và cái kế hoạch tăng trưởng của các năm tiếp theo thì tối thiểu là 30%. Thì đây cũng là một con số rất là thách thức mà FPT Automotive sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể chinh phục được các khách hàng trên toàn cầu, cũng như là chinh phục được cái thị trường này, cũng như là xây dựng được cái lực lượng đủ tốt để chúng ta có thể mang trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài. Ngoài cái việc phát triển nguồn lực tại Việt Nam thì chúng tôi cũng tập trung tìm kiếm và phát triển nguồn lực tại một số các thị trường mà FPT vẫn gọi là nearshore. Nearshore tức là làm việc cùng múi giờ với khách hàng của FPT. Thì chúng tôi đã mở văn phòng tại Ấn Độ, có trung tâm phát triển tại Ấn Độ, thành phố Pune. Thì đấy là cái thành phố mà tập trung rất nhiều các công ty và các hãng xe lớn, hiện nay đang có các trung tâm phát triển tại Pune. Hay là tại Romania, tại Mexico thì là các cái trung tâm phát triển và phục vụ cho khách hàng tại châu Âu và tại Mỹ. Và với thị trường châu Á thì như các bạn cũng biết là Trung Quốc thì nổi lên là một ngôi sao trong cái ngành ô tô, phát triển ô tô mà đặc biệt là sự ứng dụng công nghệ ô tô điện. Nên là cái nguồn lực tại Trung Quốc cũng là một nguồn lực cũng rất là quý đối với khi mà phát triển cái ngành này. Thì chúng tôi cũng ngoài các văn phòng tại Đại Liên, Thượng Hải thì trung tâm phát triển tại Nam Ninh cũng là một trung tâm mà được FPT Automotive chú trọng đầu tư. Về kế hoạch nhân sự của năm nay thì chúng tôi dự kiến, cũng không phải dự kiến đâu mà đến bây giờ là 6 tháng rồi, thì kế hoạch cho cả năm là tuyển 1.500 kỹ sư và đặc biệt chú trọng vào các kỹ sư phát triển phần mềm nhúng, các kỹ sư phát triển hệ thống AutoGa hay là test kiểm thử các hệ thống trên xe. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của chị ngày hôm nay. Có thể thấy rằng khi chúng ta chưa nắm được công nghệ, chúng ta có thể mua, nhưng vấn đề về con người thì vẫn phải phát huy nguồn nội lực. Và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của chị Nguyễn Thị Thủy Dương, đại diện FPT Automotive, đã giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình podcast tiếp theo.